Hôm nay mình sẽ làm món cá chiên sốt tỏi ớt. Nguyên liệu của mình là một con cá điêu hồng. Cá này khoảng 700 g. Rồi tiếp theo đó là me khoảng 50 g. Này là đường thốt nốt 50 g. Một củ tỏi và hai trái ớt. Và 2 muỗng canh nước mắm. Một ít muối a nè. Và một ít ngò rí. Dầu ăn. Cách làm như sau. Cá điêu hồng nè, mình rửa sạch qua nước muối và nước chanh. Sau đó mình cắt khoảng vài khía ở trên con cá để nó thấm gia vị. Tiếp theo là mình sẽ sát muối lên con cá này cho nó thấm muối. Mình sát một ít muối thôi. Rồi mình để khoảng 10 phút để cho cá này nó thấm muối. Tỏi ớt thì băm nhỏ. Me này sẽ đổ nước nóng vào và mình lược để lấy nước cốt me. Nước cốt me này mình đã dầm ra nè và được khoảng nửa chén. Bây giờ đây là đường thốt nốt nè. Mình sẽ bỏ hết vào cái chén nước cốt me này. Tỏi băm, ớt băm mình cũng đổ hết vào đây. Và tiếp theo là 2 thìa canh nước mắm. Mình sẽ khuấy lên cho nó tan. Dập cái đường thốt nốt này ra nè. Dập đường thốt nốt ra cho nó tan chung với nước me, nước mắm, ớt. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình chuẩn bị cái chảo với cái bát và mình đổ nhiều dầu vào chảo. Để cho dầu nó nóng lên rồi mình sẽ bỏ cá vào chiên. Dầu như thế này là nóng rồi nè. Giờ mình sẽ gắp con cá vào, bỏ vào cái chảo dầu này. Chiên đến khi nào mà con cá nó đào và thơm là được. Con cá của mình chín vàng giòn như thế này nè là được rồi nè các bạn. Hai mặt cá đều chín vàng giòn như thế này là đã xong. Giờ mình sẽ tắt bếp và bỏ ra đĩa nha. Mình sẽ dắt con cá này ra đĩa. Giờ mình sẽ sử dụng cái chảo này, mình đổ bớt mỡ đi và mình sử dụng cái chảo này để mình nấu nước cốt me.
mình sử dụng dầu ăn vừa mới chiên cá để mình phi tỏi lên. Ăn tỏi mình đã băm sẵn rồi. Để mỡ nó sôi lên thì cái đậu tỏi này vào. Đặn vặn nhỏ lửa thôi. Tỏi này rất bạn phi cho nó vàng lên là được. Mình ngửi thấy mùi thơm, tỏi thơm là được. Khi tỏi đã vàng thơm như thế này rồi nè các bạn, đã có mùi thơm rồi, thì cái nước cốt me nè, lúc nãy mình đã cho ớt, đường thốt lốt, tỏi vào rồi đó, nước mắm vào rồi đó, thì bây giờ mình sẽ quậy lên và đổ vào đây. Mình sẽ đun sôi cái nước cốt me này lên ha các bạn. Nước nó sôi như thế này rồi, mình nấu thêm một chút xíu nữa để cho nước cốt me này nó sệt lại. Mình rưới lên con cá thì nó sẽ ngon hơn, nó đậm đà hơn ha các bạn. Mình nhớ là khi vừa nấu cái nước cốt me này mình vừa khuấy lên để cho nó không bị khét ở bên dưới nha các bạn. Mình khuấy lên đến khi là nó sệt lại như này. Mình nấu chút xíu nữa là được rồi. Nước cốt me nó sệt lại như này là được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ rưới lên con cá. Đã rưới nước cốt me lên con cá rồi nè, thêm ít ngò rí rồi vài miếng ớt lên thì chúng ta thấy là con cá của mình nó rất là nhìn rất là ngon và thơm lắm luôn các bạn. Cá này mình ăn với cơm nóng thì không chê vào đâu được. Mình sẽ ăn thử một miếng nha các bạn. Ngon lắm luôn các bạn.
cá giòn giòn thơm béo rất là ngon. À, món cá sốt me tỏi ớt của mình đến đây là thành công rồi nè các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ video của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.